đang nó đang với mình như là mình xong còn một sấy tự nhiên rồi, ok mình cài đặt sớm rồi đúng không, mình muốn sấy mình muốn làm một tay thì đây là sấy đúng không, là đảo lòng đúng không, đảo quá bấm tự có đặt thời gian gì không hay là tự nó chạy chạy biết bao giờ nó được, mình phải định lượng đi nữa là mình bấm tắt nguồn, thế là dừng nguồn đúng không, anh cứ bấm vào dừng